Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi khởi động. Mỗi học sinh khởi động với 6 câu hỏi ở 6 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thể thao, nghệ thuật, danh nhân sự kiện, lĩnh vực khác. Học sinh trả lời trong vòng 5 giây, trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm.